Chiều qua sau 5 giờ đồng hồ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng với dân quân, kiểm lâm, người dân đã dập tắt vụ cháy rừng tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Trước đó lúc 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8, nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực tiểu khu 57, thôn Phú Túc, Hòa Phú, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ cháy rừng. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động gần 200 người gồm phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, dân quân và người dân tham gia chữa cháy. Sau hơn 5 giờ khoanh vùng dập lửa, đến 16 giờ đám cháy được dập tắt, không để cháy lan ra các khu vực lân cận. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 5 hectare rừng keo của người dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.